một doanh nghiệp, một người làm chủ doanh nghiệp, một người làm giám đốc cầm quân để xây dựng doanh nghiệp phát triển thì có bốn cái mô đun, có bốn thứ cần phải tập trung, một trong bốn thứ sau. Thứ nhất, bạn phải tập trung vào dòng tiền. Đấy, Đại học Harvard đã nghiên cứu ra một cái chỉ số gọi là BSC, Balance Scorecard, là thẻ điểm cân bằng. Người làm siếc phải giữ được cân bằng, trượt chân là ngã vỡ mặt luôn. Thì điều hành doanh nghiệp cũng vậy, cũng có bốn mô đun. Mô đun nhất, một tiền, hai là nhân sự nội bộ, ba là khách hàng, bốn là lãnh đạo học tập. Thì bốn cái thứ này yếu cái gì phải tầm bổ cái đấy trước. Đấy, lốp nào non bơm lốp lên, đấy là cái điều chắc chắn. Thì mỗi một thời điểm là phải tập trung vào một thứ mà thôi. Nếu mà tập trung vào nhiều thứ coi như là toi. Thì trong cái mô đun khách hàng, tiền, dòng tiền của mình là dòng tiền ngân hàng, dòng tiền vay ngoài, dòng tiền ở trên hàng, dòng tiền nợ khó đòi, dòng tiền hàng tồn kho, các loại quy ra tiền như vậy. Thì cái nào gỡ được trước, gỡ được ngay, giải quyết trước, đừng bao giờ làm cùng một lúc.